Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Laptop. Quả thực mà nói thì dạo gần đây cái tần suất khi mà chúng mình ra video nó cũng chậm hơn khá là nhiều. Và chắc hẳn nó cũng gây thắc mắc cho nhiều anh em đúng không nào? Tuy nhiên thì giải đáp cho anh em đó chính là chúng mình muốn dừng lại một chút, refresh lại bản thân cũng như là dành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu kỹ hơn về những dòng sản phẩm tốt nhất nhằm mang tới cho những người xem, những người hâm mộ của chúng mình những dòng sản phẩm mà phù hợp với những nhu cầu sử dụng của mọi người đấy mọi người ạ. Và ngày hôm nay chúng mình đã tìm ra một trong những sản phẩm mà mình đánh giá khá là ok là đó chính là chiếc laptop Dell Latitude 9410. Và trong nội dung video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc laptop Dell Latitude 9410 có gì đặc biệt và nó phù hợp như thế nào với mục đích sử dụng của mọi người nhé. Hãy cùng bắt đầu video thôi. Ok, và đây chính là diện mạo và ngoại hình của chiếc laptop Dell Latitude 9410 mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đấy. Một chiếc laptop thì thông thường anh em sẽ đánh giá dựa trên những tiêu chí gì? Ngoại hình, tổng quan thiết kế, màn hình hay là cấu hình? Quả thực mà nói thì với cá nhân mình nhá, mình là con gái và mình yêu thích những cái thiết kế nó đơn giản, nó gọn nhẹ để mình có thể mang đi mang lại dễ dàng hơn. Đối tượng khách hàng mà chiếc laptop này hướng tới chính là những doanh nhân, chủ tịch hoặc là những người làm trong khối văn phòng. Và những người làm trong khối văn phòng thì thường mong muốn tìm cho mình những sản phẩm mà nó gọn nhẹ một chút để đáp ứng cái tính di chuyển và linh động của nó. Ví dụ mình mang về nhà mình làm việc cũng được, mà mình mang đến công ty mình làm việc cũng được đúng không nào? Thì chiếc laptop này có thể đáp ứng được, bởi vì khối lượng của chiếc laptop này chỉ rơi đâu đấy khoảng 1,4 kg. Cái khối lượng nó rất là nhẹ nên việc mà mình mang đi mang lại cũng rất là dễ dàng, mà không cần phải lo đau vai đau lưng trong cái việc là mang đi mà nó bị nặng đâu nhá, để mọi người hoàn toàn yên tâm. Thứ hai chính là cái độ chắc chắn và cứng cáp của chiếc laptop này thì mình đánh giá rất là cao, bởi vì chiếc laptop này thì được làm bằng chất liệu đó chính là nhôm kết hợp với cả magie. Nó đem lại cho mình một cái cảm giác nó rất là chắc chắn, nó rất là cứng cáp và nó không bị ọp ẹp, và độ flex trên chiếc laptop này nó gần như là bằng không. Nếu mọi người trong quá trình sử dụng chiếc laptop này, mọi người hãy cứ yên tâm, bởi vì đem lại cho mình một cái trải nghiệm nó rất là cứng cáp, thoải mái, cũng như là đem lại một cái gì đó rất là sang trọng và lịch lãm. Thông thường thì mọi người hay cân nhắc bởi vì chất liệu là kim loại thì bị nóng khá là nhanh đúng không nào, bởi vì cái tính chất vật lý của kim loại là dẫn nhiệt cũng rất là nhanh rồi. Nhưng mà chiếc laptop này thì gần như là trong quá trình sử dụng một thời gian dài nó mới bị nóng, nên là mình cảm thấy rất là ưng ý ở cái điểm đó, bên cạnh cái chất liệu rất là cứng cáp đúng không nào. Và tất nhiên rồi, vẫn được cắt xẻ CNC trông nhìn rất là tinh tế và hầm hố. Ở mặt phía trước như thế này nó hơi nhám nhám một chút, và một điểm mà mình cảm thấy khá là ấn tượng đó là nó không hề bị bám vân tay cũng như bị bám bụi trên cái lớp ngoài như thế này, ở cái mặt A như thế này, thì đúng là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều với cá nhân mình nhá. Mọi người thường hay bảo là đồ nữ dùng thì hơi phá một chút, thì bản thân mình cũng là người như thế, mình rất là lười trong cái việc vệ sinh máy. Vậy thì khi mà anh em sử dụng những chiếc laptop mà có cái phần mặt A nó khó bị bám bụi như này thì cũng hãy cứ là yên tâm, bởi vì khi mà mọi người có bị ra mồ hôi tay thì cũng không phải lo, bởi vì nó không hề bám vân tay hay là bám bụi đâu. Vấn đề này mọi người hoàn toàn yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan của chiếc máy đâu nhá. Và điểm sơ qua một chút thì sẽ có phần bản lề. Bản lề này thì mình cảm thấy ấn tượng hơn cả so với toàn bộ tổng quan thiết kế, bởi vì bản lề của chiếc laptop này chính là bản lề xoay gập 360 độ. Thì việc mà có một cái bản lề có thể xoay gập được 360 độ, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều trong cái việc mình chia sẻ thông tin đối với người lân cận, đặc biệt là với những anh chị nào mà làm việc trong khối văn phòng ấy, mà cần chia sẻ thông tin với đồng nghiệp hoặc là với sếp chẳng hạn, thì nó cũng dễ thuận tiện và dễ dàng hơn rất là nhiều. Và thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể mở ở nhiều góc máy khác nhau, thông thường ví dụ nhà góc 90 độ bình thường như này, hoặc là rộng hơn một chút góc 135 độ, hoặc thậm chí là trở thành 180 độ, và còn có thể mở ra giống như là góc chữ Z như thế này. Và thậm chí nhá, nếu anh em nào mà đang suy nghĩ rằng là đang cân nhắc giữa việc mua một chiếc laptop và một chiếc tablet, thì anh em yên tâm, bởi vì một chiếc laptop có thể xoay gập được 360 độ nó hoàn toàn có thể biến trở thành một chiếc tablet. Đây, rất là dễ trong cái việc mà chúng ta có thể làm việc tiện lợi và linh hoạt đúng không nào. Tuy nhiên thì mình để ý rằng là với những dòng laptop có khả năng xoay gập 360 độ đó, thì thông thường nó hay kiểu cái khối lượng nó hơi nặng một chút, cũng như là khi mình gập lại như này, cái phần bàn phím như này nó lại hơi ảnh hưởng. Ví dụ như là mình đã gập như này rồi mà bàn phím vẫn hoạt động, mình bấm nó lại hay bị loạn thông tin lên, thì riêng ở chiếc laptop này cái tình trạng đó gần như là không hề xảy ra, đặc biệt khối lượng nó lại còn nhẹ nữa, nên trong cái việc mình cầm và mình sử dụng giống như một chiếc tablet này nó cũng rất là tiện lợi đấy anh em ạ. Và để mà nói về tổng quan thiết kế của chiếc laptop này thì mình có thể đánh giá em nó vào tầm 9/10 điểm rồi, bởi vì tổng quan nó nhìn nó rất là sang trọng lịch lãm, cũng như là về cơ bản thì mình thấy chiếc laptop này về tổng quan nó cũng không có quá nhiều điểm để chê đâu. Và hãy cùng tìm hiểu xem là những cái khía cạnh khác xem là nó có gì đặc biệt không nhá.
Và điểm tiếp theo mà chúng mình muốn giới thiệu cho anh em chính là về màn hình của chiếc laptop này. Thì màn hình của chiếc laptop này mình đánh giá cũng khá là ok. Tiết lộ cho anh em một chút thì vào thời điểm mới ra mắt, chiếc laptop này có giá lên tới hơn 40 triệu cơ. Bởi vì chiếc laptop này sinh ra là để dành cho những vị doanh nhân, chủ tịch, những người làm cao cấp ở những khối văn phòng. Nên thiết kế cũng như là tổng quan của em nó mình đánh giá rất cao. Và đặc biệt màn hình của nó cũng được trang bị rất là tốt nữa. Khi mà em nó sở hữu cho mình một chiếc màn hình có kích thước 14 inch, độ phân giải thì chỉ dừng lại ở Full HD thôi, nhưng mà độ sáng thì còn lên tới 300 nits, nên là đem lại cho mình những cái trải nghiệm nó khá là tuyệt vời. Bởi vì khi mà mình nhìn vào cái màn hình này thì gần như là nó có cái chất lượng hình ảnh cũng như chất lượng hiển thị mình đánh giá rất là cao, thông tin hiển thị rất là sắc nét, cũng như là màu sắc hiện lên nó cũng rất là chân thực và thoải mái cho mình trong cái quá trình mình sử dụng nữa. Và đặc biệt với những người làm trong khối văn phòng nhá, làm những cái tác vụ nhiều Word, PowerPoint, Excel này, thì chiếc laptop này đem lại cho một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời. Và đặc biệt là khi mà mình trải nghiệm nhá, thì mình thấy rằng là cái màn hình của chiếc laptop này nó có một cái điểm trừ, đó là nó dễ bị bóng. Chẳng hạn như là khi mà mình ngồi trong cái studio mà có khá là nhiều đèn chiếu vào như thế này thì nó vẫn đang diễn ra cái tình trạng là bóng. Tất nhiên rồi đổi lại trong một cái màn hình mà nó siêu sắc nét, một cái màn hình gương siêu sắc nét như thế này thì nó bị bóng cũng là cái điều hiển nhiên. Và một điểm mà mình khá là ấn tượng nữa, bởi vì đi kèm với một cái bản lề có thể xoay gập được 360 độ, sẽ là việc một cái màn hình có thể cảm ứng được. Thì một cái màn hình có thể cảm ứng được ở trên chiếc laptop này mình đánh giá nó rất là nhạy. Thật sự mà nói thì với những người đang làm việc trong khối văn phòng hoặc những bạn học sinh sinh viên mà cần một cái thiết bị mà có thể take note trực tiếp ở trên màn hình, nó rất là tiện dụng và rất là tiện lợi, đúng không nào? Thì anh em có thể tận dụng tối ưu hơn cái việc là nó có thể cảm ứng được để anh em sử dụng sao cho nó hợp lý nhất nhá. Còn để mà nói với những anh em làm chuyên nghiệp hơn một chút, chẳng hạn như là edit ảnh hoặc là chỉnh ảnh trên Photoshop chẳng hạn, thì gần như là mình nghĩ rằng cái màn hình này nó chưa đủ để đáp ứng được cho anh em đâu. Với cá nhân mình nhìn nhận thì là như thế nhá. Bởi vì mình thấy rằng là thường xuyên diễn ra cái tình trạng là hơi giật lag một chút. Bên cạnh đó cũng là cái độ hiển thị chân thực về màu sắc thì mình vẫn đánh giá nó chưa thật sự là thỏa mãn. Với cá nhân mình thì mình hơi cao, cái tiêu chí của mình đặt ra nó hơi cao một chút thì em nó vẫn chưa đáp ứng được. Còn về cơ bản thì với những cái cơ bản thôi, ví dụ như là chỉnh ảnh ở trên Canva thì em nó vẫn đáp ứng rất rất là tốt nhá, anh em có thể sử dụng và trải nghiệm. Và một điểm cộng rất là lớn nữa đó chính là phần viền màn hình. Viền màn hình có thể gọi là siêu mỏng luôn, khiến cho không gian hiển thị nó cũng đã khá là rộng rồi, nay nó lại càng được mở rộng ra hơn nữa. Và ở trên đây thì sẽ có một cụm camera. Cụm camera này thì chỉ dừng lại ở độ phân giải là Full HD thôi, nhưng mà cũng đem lại rất là tốt trong cái việc chúng ta call video này, hoặc là làm việc ở trên một vài những cái nền tảng làm việc trực tuyến. Còn cả bàn phím và touchpad của chiếc laptop này nữa, thì bàn phím và touchpad của chiếc laptop này thì mình đánh giá là khá là ổn đấy, nó chỉ ở cái tầm trung bình khá thôi. Bởi vì khi mà mình trải nghiệm từ cái bàn phím này đem lại cho mình một cảm giác khá là ok. Hành trình phím thì vừa phải, độ nảy thì rất là ok nha. Còn có cả lát phím cho những anh em nào mà làm việc trong những môi trường thiếu sáng nữa. Tuy nhiên thì kích thước giữa các phím nó lại khá là rộng, mà kích thước của các phím nó lại hơi nhỏ. Với cá nhân mình tay con gái nhá thì nó đã cảm thấy hơi nhỏ rồi. Vậy thì những anh con trai mà sử dụng chiếc bàn phím này chắc là nó cũng sẽ hơi bị tù một chút. Và xuống bên dưới thì chúng ta sẽ có touchpad. Touchpad thì siêu nhạy luôn, cực kỳ nhạy và rất là nhanh, đem lại cho mình một cái trải nghiệm nó rất là mượt mà và rất là thích đã tay. Tuy nhiên thì cái kích thước nó siêu nhỏ, nó cũng sẽ được cắt kim cương rất là tinh tế, rất là xịn xò, nhưng mà cái kích thước nó nhỏ quá, đem lại cảm giác nó cứ hơi tù một cái gì đấy, nó rất là khó chịu cho mình trong cái quá trình sử dụng. Nên là với những anh em nào mà thích những cái touchpad mà nó to, nó rộng hơn thì anh em cũng cần phải cân nhắc trong cái quá trình sử dụng chiếc laptop này nhá. Còn về hệ thống cổng kết nối thì mình thấy nó cũng khá là đa dạng. Khi mà ở bên đây thì bên trái sẽ có một cổng USB-A này, một cổng HDMI, hai cổng Type-C có trang bị sạc nhanh này, và ở đây thì sẽ có một cái đầu đọc thẻ SD. Một cái đầu đọc thẻ SD trang bị đến chiếc laptop này thì nó cũng hơi cũ rồi, đúng không nào? Thời điểm này thì có lẽ nó đã không còn phù hợp nữa, tại vì ngày nay xu hướng là sẽ đơn giản với những hai đầu USB-C là đã quá nhiều rồi. Nhưng mà ở đây có thêm hẳn một cái đầu SD, nhưng mà nó cũng sẽ tiện lợi hơn trong cái việc chúng ta kết nối với thiết bị ngoại vi, đúng không nào? Ở bên đây thì sẽ có một cái khóa này, một cổng USB-A, một đầu đọc thẻ SD và một cái jack tai nghe 3.5 inch. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng những cái cổng kết nối này để có thể kết nối với những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài. Bên cạnh tổng quan thiết kế cũng như là màn hình thì cấu hình cũng là một điểm mà anh em cũng cần phải lưu ý ở trên chiếc laptop này. Bởi vì trên chiếc laptop này cấu hình của em nó mình đánh giá khá là cao khi mà em nó sở hữu cho mình con chip Intel Core i7 thế hệ thứ 10. Ngoài ra thì chiếc laptop này còn sử dụng hậu tố U nên là có thể là đáp ứng được rất là tốt trong những cái tác vụ liên quan đến làm việc ở trong khối văn phòng, những tác vụ cơ bản như kiểu là Word, PowerPoint, Excel thì chiếc laptop này vẫn đáp ứng được rất là tốt.
Thậm chí là làm đa nhiệm trên chiếc laptop này cũng đem lại một cái hiệu năng mà mình đánh giá khá là mạnh mẽ và ổn định cho anh em đấy nhá. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này còn sở hữu cho mình công nghệ Intel VPro. Công nghệ này thì sẽ giúp cho anh em có thể tối ưu hơn trong những người làm việc ở trong văn phòng, bởi vì nó sẽ nâng cao cái tính bảo mật cho chiếc laptop này hơn nữa. Chẳng hạn như là khi mà không may chiếc laptop này có bị mất, hoặc là có bị sơ sẩy, hoặc bị làm sao đó bị mất trộm chẳng hạn, thì chiếc laptop này vẫn có thể đảm bảo được rất là tốt cho những cái thông tin ở bên trong đó, để có thể bảo mật tốt hơn cho cái dữ liệu của văn phòng cũng như là của công ty doanh nghiệp của các bạn đang làm việc. Bên cạnh đó thì em nó sở hữu cho mình 16GB RAM và 512GB SSD, đem lại cho mình những cái trải nghiệm, những cái hiệu năng nó khá là ổn định và mạnh mẽ. Với những tác vụ cơ bản thì em nó chiến hoàn toàn là mượt mà luôn. Tuy nhiên với những tác vụ nặng hơn một chút thì cái tình trạng nóng máy cũng thường xuyên xảy ra, như mình vừa mới đề cập ở cái phần là màn hình rồi đấy anh em ạ. Nên là anh em cũng cần phải cân nhắc để mà sử dụng sao cho nó hợp lý nhất cho có thể với chiếc laptop này nhá. Về bảo mật của chiếc laptop này thì sao? Ngoài những hình thức bảo mật thông thường thì chiếc laptop này còn thêm hai hình thức bảo mật cực kỳ đặc biệt và tối tân nữa đấy. Thứ nhất chính là nhận diện bằng gương mặt. Anh em chỉ cần mở máy ra nhận diện bằng gương mặt thế là quá là ok rồi. Bên cạnh đó thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng vân tay để mà có thể mở khóa, khá là tiện lợi đúng không nào? À, xíu nữa thì quên, mình cũng muốn lưu ý với anh em một chút về thời lượng pin cũng như là loa của chiếc laptop này. Thì thời lượng pin của chiếc laptop này sẽ rơi vào khoảng tầm từ 8 cho đến 10 tiếng theo như nhà sản xuất đã đưa ra với những tác vụ cơ bản văn phòng bình thường thôi. Nhưng mà qua quá trình mình sử dụng và trải nghiệm ấy, thì với những cái tác vụ mà mình làm của một content creator thì em nó đem lại cho mình thời lượng pin rơi vào khoảng tầm 7-8 tiếng thì cũng vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên thì đấy là những cái tác vụ cơ bản thôi. Còn mình thì làm nặng hơn một chút, kiểu như là mình sử dụng Canva cũng như là CapCut thì em nói chỉ còn tầm 6-7 tiếng thôi, tùy thuộc vào cái mục đích và nhu cầu sử dụng của anh em nữa. Nên anh em cũng cần phải cân nhắc để sạc pin kịp thời ở chiếc laptop này nhá. Còn về hệ thống ở chiếc laptop này thì mình cũng hơi bất ngờ, bởi vì tại sao một cái chiếc laptop mà thời điểm mới ra đời lên tới 40 triệu 40 củ khoai mà cái chất lượng loa nó lại bình thường như thế, bởi vì cái âm lượng của nó cũng hơi nhỏ, khi mà mình mở mắc lên rồi nó vẫn hơi nhỏ. Anh em nghe thử một đoạn nhá. Đó, đó là một đoạn loa mà mình đang mở, cái đoạn mà gọi là khá là cao trào, âm thanh khá là cao trào mà gọi là mở mắc nhất rồi. Mà loa nó vẫn chỉ ở cái mức bình thường thôi, nhưng mà cái âm của nó thì cũng khá là hay ấy. Anh em có thể sử dụng và trải nghiệm nhá. Còn để mà nói hay không thì chắc vẫn phải tùy thuộc vào cá nhân của mỗi bạn, để vào các bạn có thể nghe và sử dụng cũng như là trải nghiệm. Tuy nhiên thì với cá nhân mình nhá, thì mình thấy cái loa của chiếc laptop này nó chưa đáp ứng được đủ những cái tác vụ mà mình cần cho lắm. Đặc biệt là mình thì mình thích những cái gì đấy nó to to một tí ấy, kiểu loa to to một tí thì nó sẽ đã hơn rất là nhiều đúng không nào? Ok, và đó là toàn bộ thông tin về chiếc laptop Dell Latitude 9410 mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đấy. Chiếc laptop này thì thường sẽ phù hợp nhiều hơn đối với những người làm trong khối văn phòng, và những bạn học sinh, sinh viên sẽ cần làm về những tác vụ cơ bản thông thường thôi. Thì mình nghĩ anh em rất lên đầu tư chiếc laptop này cho năm 2023 đấy. Và nếu như anh em có bất cứ thắc mắc gì thì hãy để lại dưới phần comment, chúng mình sẽ kịp thời giải đáp cho các bạn nhé. Và hãy nhớ like, share cũng như subscribe cho Nguyễn Đức Laptop để chúng mình ra nhiều hơn những video thú vị cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nguyễn Đức Laptop.